Rồi katana xin chào tất cả các bác hôm nay katana xin giới thiệu lại với các bác một uh, mẫu đá mài không phải mới bởi vì mình bán rất là nhiều rồi đó nhưng lại có một cái mới ở trong cái hộp đá mài này cho nên là mình uh, lại uh, giới thiệu lại với các bạn nhé đây là đá mài một nghìn được đóng mát là katana nhưng thực tế là như các bác biết rồi đúng không ở trong nó chính là viên đá mài của naniwa hãng naniwa là hãng đá mài gọi là Nổi tiếng và cũng như là lớn nhất của Nhật Bản Bởi vì hiện nay là hãng Naniwa chiếm tới 70% thị phần đá mài Nhật Bản 70% nha các bạn nhé Rất lớn luôn Mình sẽ review cái hộp đá mài này nhé Và bên mình cũng cái dòng đá mài này cũng đang được giảm giá rất là nhiều luôn Còn có 500.000 một viên Tự cả một hộp đi luôn ạ Còn free ship toàn quốc nhá Free ship toàn quốc các anh nhớ nhé Rồi ok Mình sẽ mở hộp nhé Đây hộp của nó có in katana luôn và nhưng mà thực tế là được product control by naniwa này đấy sản phẩm được uh, quản lý chất lượng bởi naniwa và chất lượng nhật bản luôn đấy. mã của nó là nkp một nghìn ba nghìn nhá độ grid là một nghìn ba nghìn kích thước của viên đá này là 185 x 65 x 30, 30, 30 mm đó material A tức là chủng loại uh, nguyên liệu là loại A luôn đó. ở đây có ghi nguyên tiếng Nhật cái hộp này thực ra mình lấy nguyên hộp của bên naniwa của nhật luôn mình thay chữ naniwa bằng chữ katana lại thôi hãng đồng ý cho mình làm vậy nhá bởi vì bên mình là đối tác hiện nay là đối tác lớn nhất của hãng naniwa tại việt nam luôn số lượng bên mình phân phối đá một tháng rất rất là nhiều cho nên các bác yên tâm về chất lượng nhá rồi ở trong cái hộp này nó sẽ có một cái giấy hướng dẫn sử dụng đây hướng dẫn cách mài dao đây rất đơn giản các bác về chú ý có cái tờ giấy này các bác sử dụng giúp mình nhá đọc kỹ giúp mình trước khi sử dụng mỗi thế thôi. <laughs> mình mong các bạn là đọc kỹ hướng dẫn bất kỳ một cái gì đều đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. à trước, hướng dẫn uh, sử dụng trước khi dùng nhá. Rồi rất đơn giản. Tiếp theo đây cái mới là cái này đây. Trước kia các bạn có nhớ không? Trước kia uh, là chúng ta có một cái đế màu đen đúng không? Nhưng bây giờ chuyển toàn bộ mình đã yêu cầu hãng chuyển toàn bộ cái đế màu đen bằng cái hộp như thế này. Cái hộp như thế này thì nó có tác dụng gì? Thứ nhất, đây mở ra nhá. ở đây nó có hai cái lẫy. Bạn thấy không một, hai cái lấy đây rồi chúng ta mở ra thì ở trong hộp này chúng ta sẽ có viên đá mày 1.000.000 nó 1.000.000 1.000 là mày chung 3.000 là máy tinh các bạn mày mặt 1.000 trước và mày mặt 3.000 xong đấy chưa và ở đặc trưng ở cái hộp này nó sẽ có này cái hộp này là nó sẽ um, là cái um, có lỗ ở dưới này để làm gì ạ để khi mà chúng ta mà chúng ta sau khi mà chúng ta mày xong chúng ta bảo quản với cái hộp này nó sẽ rất là dễ và nó sẽ thoáng khí cho nên nó khô, nó không bị hấp hơi viên đá, nó không bị mốc, rất dễ luôn, được chưa? Và thứ hai, khi mà chúng ta nhá, đóng cái hộp này vào nhá, thì ở trên bề mặt này các bác có thể nhìn thấy một cái rãnh ở trong, không? cái hộp này có phần lõm ở bề mặt để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta bỏ hộp ra nhá, chúng ta đặt viên đá, viên đá nó vừa khít vào cái rãnh này luôn, vừa khít vào cái rãnh luôn, thì nhá, được chưa? thì chúng ta mài và cái hộp này nó coi như cái đế mài luôn ở dưới cái hộp này nó sẽ có một hai ba bốn các bác thấy không bốn cái chân cao su để giúp cho cái hộp này nó không trơn trượt khi chúng ta mài dao rất tiện dụng rất thông minh đúng không ạ và cái hộp này thực ra trước kia là cái hộp mà chuyên xuất khẩu cho thị trường nhật bản nhưng mình đã làm việc với hãng và bây giờ hãng đã đồng ý là cho mình sử dụng cái hộp này luôn cho tất cả các sản phẩm dòng nội địa đây cho nên các bạn yên tâm nhé khi mà bắt đầu từ tháng này các bạn mua những cái dòng đá mài Naniwa này nhá để chưa dòng đá mài một nghìn ba nghìn này thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái hộp này luôn hộp bảo quản đá kiêm đế mài luôn rất tiện dụng đó bên mình giảm giá tất tần tật còn có 500.000 trong một xe này 500.000 nghìn đó rồi các bạn đặt hàng rất đơn giản bằng cách comment ở dưới hoặc liên hệ với số hotline là 083 777 8386 giá đặc biệt trên youtube các bác nhá rồi, mình uh, xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Katana trong suốt thời gian qua và rất hy vọng trong thời gian tới các bác tiếp tục ủng hộ Katana bằng cách uh, comment uh, góp ý uh, để Katana ngày càng phát triển và thêm được những dòng sản phẩm mới cho tất cả các bạn nhé. Rồi, hẹn lại các bác ở trong các video sau. Bye bye.